ជំរាបសួរក៏ដូចជាសុស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតាក់ទងជាមួយវីដេអូមួយយើងឡើងបេះដូងហើយតទៅទៀតយើងកាប់ហូបទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មនេះគឺជាដើមដូងនេះមកដើមនេះមកជួមាន3ដើមកាប់ដើមដូងច្រើនណាស់បន្តែវាសាវាគិតផ្ទះច្រើនពេកយើងកាប់ចោលខ្លះនេះក្មួយក៏រៀបចំឡើងតាមបាក់ផ្លែដូងហើយហើយមានខ្សែមានកបិតអីដែរដើមទូចទេតែមកអោបដើមកពស់ប្រហែលជា5 6 7ម៉ែត្រដែរហើយតនេះក៏ឡើងទៅក៏ជួបតកែនៅឡែងកោដូងកោធៀនខ្ញុំមកធៀនតែនេះផ្លែមាន3ធ្លាយដែរហើយយើងអាចនឹងថាយកមកកាប់ហូបទឹកបានក៏រៀបចំកាប់ដាក់បងដៃធ្លាសិនប្រហែលជាផ្លែប្រហែលជា5ផ្លែដែរនេះក៏រៀបចំចងខ្សែចងខ្សែយើងកាប់ទម្លាក់មកទីតាំងកាប់ដូងមកកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកកោខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគាត់ចង់ឲ្យគាត់កាប់ទម្លាក់មកឲ្យនេះទៅពូជដូងនេះទូទូទេវាតាមប្រភេទដូងដែរនេះកាប់ទម្លាក់មកប្រហែលជា5 6 7ផ្លែដែរមកធ្លាយនឹងផ្លែមរនតាក់ជាមួយនឹងឈើដែលយើងដាក់ដាំនឹងដាំនៅនោហើយនឹងចេញទៅយកមកតម្លាក់មកនេះ2 4 6 7ផ្លែនិយាយទៅមកធ្លាយនឹងយើងរៀបចំកាប់មកធ្លាយទៀតហើយនៅមកធ្លាយនេះចូលច្រើនជាងមុនតែតិចតួចទេនេះចូល7 8ផ្លែដែរមកធ្លាយនេះជិត9ផ្លែតែមកទៅទឹកខ្សែយើងចេញទៅអស់មកផ្ជាដែរកាលពីនៅក្មេងៗហ្នឹងគេហៅយកទៅលក់នៅផ្សារងឹតហ្នឹងម៉ោង3ឯហ្នឹងយើងក្រោកទៅតែយើងបេះពីក្បាលងាយហើយយើងជម្រះឲ្យស្អាតម៉ោង3ឯហ្នឹងគឺយើងយកដាក់កង់កញ្ចាស់មួយដាក់យកទៅលក់នៅផ្សារនេះធីមខាងគាត់នេះគឺខាងជញ្ជូនថ្មលើថ្មធ្វើបន្ទប់ទឹកហើយយើងចូលដល់មកធ្លីទៀតហើយលៀកាប់នេះរៀងធំជាងមុនធ្លាយនេះតែមានប្រហែលជា5ផ្លែទេតែធំហើយក៏រៀងចាស់ជាងមុនដែរបើមុនខ្ចីអាចល្មមហូបបាន
hộp ban đôi kia bàn tay môi tật rừng phá em này có tay môi nó lượt đàm này cặp nó lượt đàm này thôi ôi chạy thà mà chạy tay mà cặp nó lượt nó hộp lên này tua ban bài thăm chiết hay vấn đề là thọ đến từ màu đọc hay ngày tròn này màu đọc ngày riêng trai bây giờ thọ đến chiết và hiện sai về mặt tục bay thuyền đà này dân xã đàn tạch tạc nề mà cột vô cho mà thuyền chả lại rình chả đà thêm khang chun thơ mò mà nhé cột mặt tạch mà nhẹ mùi nhẹ mùi tạch nét tôi nhé tập hai bàn mà con cài phòng play với tôi ta như có chặt trong mà play riêng chả hay có bật lên đặt sau một phòng cặp đó chụp bạc bọt đá chặt bạn ngồi bọc con ha yên chô mà nẹ tiệt thêm chun thơ mò mình mấy cái liệu này yên cắp hộp nó không thung mình tập cắp lũ ấy thế này có tại tập bì bà bẩn thuyền bọc con lìa này xả bom mà đong chẳng đang tha chùm lìa như dòng mạch đài bức tranh chùm lìa mà đong tại đây xa các bạn đặt xong một cắm trong tỏ đáy các bạn dương xa vô số bỏ ở cặp vô số bỏ chân tục đấy sạch xo hàng khăn đồng mình do dùng điện đã và hiện cảnh điện này rồi chiếm tay lên đâu vậy anh hiện testing rồi ok dương chỗ đó này, đây, dương mà tức, chọn,
ban gom rạch hay dương mơ mơ tức mà êm xem nét khá nè chùm dương làng đôn bánh có sông tay môi đài chẳng đăng à lúc buồn này khá cặp bọc vọt nâng thì bàn phân nạ đây này hoặc một lực ốc vô tầm đòn đã là sạch tôm đầy bào đá mà lại bọc quạt mình quạt xài vô cả ba sạch cao tụng tài sạch xo thằng khăn lòng cảm giác mình đã lia vẽ cái đài mà cho lòm đài ấy cũng thật cảm vô tại nên tịch hơi có lia vì tôi chia lẽ cái nạ môi ê mọc vào đá mà chữ thamay sống phụ chừng ngành mọc vào đá chụp mùa ta chỉ vật bật mặt sạc mọi tuổi sạc tạc mọi tiền các bạn dương các bạn xin liền đấy các bạn dương cặp vô tay mà đòn có sẵn tay vì sao mày mới nhập anh ở chất cặp tay hay vào dân cặp tục tục hồ hay khá xe không tù được có thôi mà em chừng anh dọc đặt cao hay dân tay đặt cao hay hay plastic dương đó thì đặt class A không tu được con tôi chỉ ăn chạy thêm bàn tay nhầm xa dương hộp sạch nhưng chưa vô xa cái hộp hộp sạch cái dương vô thật tự thật tự ai mà thật tịnh ai mà tịnh chúng ta một thêm bụi đồn là vì cô môi nếp cứ miền thẻ vẫn đang thế hay cơ sôn học quân xung đọc ca tạm đăng tụt xa tạm học nế không phải chạy subscribe mà lại mua không bạn và học quân hay dương nế dương các bạn mua xung đọc học hay có dương do một class xe học nế và học quân chung được lìa